Muối, một quán ngồi chill và tán gẫu với bạn bè. Hồi tháng 1 thì mình có đi tìm một quán để làm sinh nhật cho em nhân viên với tiêu chí là cần nhỏ nhắn ấm cúng tại vì có 3 đứa à, với lại cần không gian dễ thương một xíu. Rồi thì mò tìm được cái quán này tại vì nó cũng ở Bình Thạnh gần cửa hàng của mình. Ấn tượng đầu tiên là quán decor khá xinh, mộc mạc, đơn giản và màu chủ đạo là màu vàng, kiểu giống ở Đà Lạt. Nhưng mà điểm trừ là hôm đầu tiên mình ngồi trong nhà không có máy lạnh nên khá nóng. Sẵn khoe luôn với mấy bạn cái loại bánh kem này mình rất là thích, nó khá là mắc, size thì nhỏ nhắn nhưng mà đặc biệt là nó làm từ cốt trà Thái nên là rất là thơm, không bị béo ngấy hay là ngọt gắt. Mình đặt ở hiệu Not Keo, quận 1, không biết đọc đúng không nữa. Quán không bị hôm sau thì mình rủ thêm vợ chồng của nhóm bạn đi. Quán vắng không có khách nào ngoài tụi mình luôn. Mình được ngồi ở ngoài khá là mát mẻ và thoải mái. Mình cảm thấy cái quán này nó khá là được, mà tại sao lại vắng như vậy nhỉ? Nên là mình quyết định làm video để giới thiệu cho mọi người luôn nè. Nhân viên ở đây thì nhiệt tình lắm. Món ăn có nhiều món kiểu để nhâm nhi, ngon nhưng mà mỗi phần sẽ hơi ít. Tuy là gần các trường đại học nhưng giá thì không sinh viên. Nhưng mà với mình hay là các bạn đã đi làm thì giá cả xem là khá ổn và hợp lý. Bia gần size nhỏ như này là 49.000 nhưng mà nó nhẹ quá nên tụi mình phải uống nhiều ly. Bình bơ 59.000 một chai, răng mực, bơ tỏi, gừng, bò xào sả tế, chân gà, sụn gà thì 79.000, tôm sống sốt Thái 129.000, heo leo mái bếp 99.000. Dồi sụn 49.000, bò 139.000. Nếu mà bạn cần tìm một cái quán dễ thương để nhâm nhi chuyện trò cùng bạn bè thì có thể tham khảo ở đây thử nha. Muối thì nằm ở số 57/2 đường D5 quận Bình Thạnh. Cảm ơn các bạn đã xem mình là Như Thích Ăn, người kể về món và trải nghiệm. Không.